Vừa qua, tại trường đại học Charles ở thủ đô Prague của Séc đã xảy ra một vụ xả súng khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 25 người bị thương. Theo Reuters, một tay súng 24 tuổi được xác định đã bắn tử vong cha mình trước. Sau đó, xả súng làm 14 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương tại ngôi trường đại học mà anh ta đang theo học. Trong số người bị thương, có 10 người bị thương nặng. The Guardian dẫn lời cảnh sát trưởng thành phố Prague Martin Vondrasek cho biết số người chết có thể còn tăng thêm. Tay súng cũng đã thiệt mạng, nghi do quyên sinh nhưng vẫn đang được điều tra thêm. Kẻ xả súng được mô tả là một sinh viên có thành tích học tập tốt, không có tiền án tiền sự. Anh ta sở hữu hợp pháp một số loại súng và hành động một mình. Ngay sau vụ việc, nhà chức trách đã phong tỏa quảng trường và khu vực tiếp giáp với tòa nhà khoa nghệ thuật trong một lịch sử sầm uất bên kia sông đối diện lâu đài Prague, trên con phố nổi tiếng dẫn đến quảng trường phố cổ. Nhà Trắng lên án vụ xả súng và cho biết Mỹ sẵn sàng hỗ trợ, các nhà lãnh đạo khắp châu Âu cũng bày tỏ sự ủng hộ.